mặt đăm chiêu lắm. Sorry I'm late. No. Thank you. You brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He was worried about you. Until the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Ada, the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube PC Game. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với chương thứ 14 của tựa game Resident Evil 4 bản remake anh em nhé. Mời anh em tiếp tục theo dõi và đừng quên like trang YouTube PC Game giúp mình cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nha. You got it? Duh. Be careful. Mấy điện nó chập kiểu đó mà đế cháy hay thật. Pretty much a master of unlocking. Mẹ đập cái vỡ mới tục chứ. Ở đây còn có thêm bộ tóc giả của em Ashley nữa, nhìn gớm bộ mẹ. Năm cái mì đây. I have something I'd welcome. I got something new for you. Your valuables won't do you bán much cái này đi good rồi. In the grave. Tiền không. Thank you. I don't always have this. Well, that pleasant travels. Hết mẹ đạn rồi ạ. Nếu có đạn là không xong rồi. Điếu cộng luôn à. Chơi thế ai chơi. Đánh. Mẹ phải thế chứ. Hết đạn là cho đạn ngay. Yeah.
You're serious. Vòng vàng như đây thì không hiểu. Next. Đồ nó mặc giáp à. Hết như vậy. Đồ. Đấy, mặt giáp bắn nghe keng keng. Còn cái làm đéo đâu phía đối diện đây nè. Đéo thì thấy được. Thấy trên đầu mình thôi. Đây, ngay góc này luôn. Đồ. Đây rồi. Đi luôn mẹ đi, đéo mất công. Còn kia đi lẹ nào. Hold this down. Hang on. Trời. Phải đạn thiệt chứ. Damn it. Ashley.
okay? Yeah. Có thằng đĩa mà nó nhỉ? Mặt tao không mày. Còn không vậy? Vẫn còn ở đâu ấy? Mấy tụi nó ở đâu? Mấy đủ con tiên ở trên này. Đâu trời? Ơ. Là tôi giật cả mình chó. Are you okay? Yeah. Xuống luôn cưng. Đấy, vẫn có cái giọng điếu gì đâu á. Má nó khóa mẹ cái cửa này. Út khỏi đây mẹ cho rồi. Yeah, no big deal. Mấy cái nghe thằng đéo nó kêu vào đâu, mình đéo biết nó ở đâu. Pretty bad. You okay? Yeah. Before this one killed me, though. We go at the same time, yeah? Got it. Okay. We go at the same time. Yeah, okay. Okay. Yeah. Ngon nghẽ luôn. Spread out. Okay. What the fuck? Die, you stubborn son of a...
đù. Jesus, cuddly bastard. Mẹ hơi tốn đạn ngang chó. With me. Okay. Ashley. Hey. Đồ, đỉnh thiệt, chơi một phát một dính luôn, hay chứ. Hơi bị đỉnh. Nếu tôi thui này. Gì nhỉ? Cái đường mày chuột ở đây lại có nhiệm vụ rồi thì điếu nào. Chết mẹ, hết đạn rồi. Điếu cộng cho tao à. Con à, cần hai con nữa lận. Cái đấu gì? Vậy hay bên này. Get this for me. Leave it to me. I'm actually pretty good at this stuff. Nghe kêu mà đi biết ở đâu nhỉ? Còn con chuột nữa đâu. À đây đây, thấy rồi. Otoke.
You okay? Yeah, I'm fine. Điều gì nữa đây? Hết chưa vậy? Ok, ổn rồi. Có thằng điếm mà pha đám nữa không đấy? Ok, ổn. Thanks. Đủ. Ok, đủ. Điếm gì đâu ra vậy? Ngon. Có gì không? Ừ, gặp con này luôn, hiền quá. Hai yêu cầu chứ một gì mày? Diệt chuột với lại mì đây là hai yêu cầu chứ, thằng ngu. Hai cái. Xem có điếu gì rắp được không? Vàng rồi, để lại đã. Welcome.
Hai cái xanh cơ. Welcome. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Stranger. Mấy tiền nhiều quá làm điều gì thế? I'll pay a pretty penny for that. Ok, giáp mình vẫn full, chứng tỏ là mình chưa dính hit nào. You have a ticket, dude. Come back anytime. Ngon nghẽ ngay.